Chào thầy và các bạn, em là Nguyễn Quốc Tuấn, sau đây em xin trình bày bài tập của mình. Đây là mạch sau khi thiết kế 16 led. Đây là nút reset dùng thạch anh 10 MHz và dùng 16 con led này nối với port C và port D của con PIC 16F887. Đây là từ led 1 đến led 16. Ta mở PIC lên. Trọng value thôi. Và dùng thạch anh 10. Compile. Do bài này dùng thạch anh ngoài nên ta thêm một lệnh HF. Bài này em có sử dụng chương trình con nên ta gọi thư viện của nó ra. Điều điều khiển led trong H. Ta nạp mạch review, mạch này gọi chân từ led 1 đến led 16 thay cho các chân mặc định, gồm có 3 lệnh: lệnh điều khiển led, lệnh tắt hết led và bật bật hết led. Lệnh điều khiển led thì dùng lệnh switch switch từ led 1 đến led 16 cho giá trị, nếu ta cho giá trị là 0 thì led bật còn một là led bật, còn 0 là led sẽ tắt. Lệnh tắt hết led là dùng lòng vòng lặp for từ 1 đến 16, 0 cho giá trị ra 0 là led sẽ tắt, giá trị là 1 thì led sẽ bật. Rồi em sẽ trình bày code của bài tập. Sáng dần từ trái qua phải. Rồi sáng dần. Nếu mạch sáng dần thì ta dùng vòng lặp for thôi. In NT16 con led y for y bằng y bằng 1, y nhỏ hơn 17, y cộng cộng. Y cộng cộng. Đó thì ta sẽ điều khiển led. Sáng dần thì cho nó sáng là một. Đi delay 300 giây, 300 mili giây. Ta cho lên chương trình chính. Sáng dần. Sau một đợt sáng thì ra cho tắt hết led. Ra review.
không lỗi, chạy thử. Mạch sẽ sáng dần từ từ trái qua phải, trái qua phải. Sau đó tắt dần theo chiều ngược lại, tắt dần thì ta là mày tắt dần. Tắt dần thì ta làm ngược lại với sáng dần thôi. Ta copy copy hết. Thì từ tắt dần thì từ 17 bằng 17 sẽ lớn hơn hoặc bằng 1. Đi trừ trừ. Tắt dần thì nó không cho lên mạch này. Sau khi sáng dần xong thì cho tất cả led bật hết. Sau đó ta tắt dần. À, review. À, chạy thử. Đúng như đề bài yêu cầu. Sau đó đến sáng dần từ hai bên vào giữa. Từ hai bên này là từ led thứ 1 đến led thứ 8 và từ led thứ 16 đến led thứ 10 này, đến led thứ 9. Dần vào giữa. Nếu mình vừa được ta thì tao cũng dùng vòng lặp for thôi. Hồi xưa thì đến 8 thì đến hoặc bằng 8 y cộng cộng. Từ ngoài vào thì ta cho 17 trừ đi y thì 17 trừ, nếu y bằng 1 thì 17 trừ y bằng 16 thì là một từ ngoài vào. Review. Ta chưa gọi lệnh. Ta xem trường hợp này trước. Sáng lần từ ngoài vào. Sau lệnh này ta dùng lệnh tắt hết led. Đấy. Lần ở giữa. À, đến từ giữa ra hai bên thì ta làm ngược lại với sáng dần.
Đây là từ dưới là hai bên. Từ giữa hai bên thì đầu tiên đất bằng 8, tiên đất bằng 8, hai bên thì nó đến một sẽ lớn hơn hoặc bằng một, lớn hơn hoặc bằng một, y trừ trừ thì 17 trừ đi 8 thì 17 trừ 8 bằng 9, thì con lấy số 9 cũng là ở giữa thôi. Bên đây ta đi. Review. Xanh. Nó gần vào giữa thì cái đó là cho tắt hết. Cho tắt hết, sau đó ta điều khiển led thứ 8 và thứ 9 cùng sáng. Đấy, từ hai bên. Sáng dồn từ bây giờ là sáng dồn từ phải qua trái, phải qua trái là từ test 16 đến test 1, thì muốn là test dồn là một kết hợp của test sáng gần và test đuổi, thì đầu tiên ta phải làm biết làm hiệu ứng test đuổi. Sáng rồi. Ta sẽ gọi hai biến sáng đuổi và sáng dần. Để làm sáng đuổi thì ta sẽ làm dùng còn là for. Đây đây là lệnh sáng đuổi. Ta cho
nó muốn chạy từ phải qua trái thì chạy từ 16 về 1, chạy từ 6 về 1 và cho nó sáng 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 trong một khoảng thời gian này nó sẽ tắt. Ta review. Đây mới là sáng buổi đi, chưa phải sáng dần. Và tắt. Đây là sáng buổi. Sáng dồn là sau khi về đến đây thì bóng này sẽ sáng. Sau này sẽ sáng và giữ nguyên, rồi sau nó lại chạy vào đến đây và chạy vào đến này, thì khi đó ra thêm một vòng pho về sáng dần nữa, thì sẽ nó sẽ thành hiệu ứng sáng dồn. Ta cho một vòng pho. Sáng dần dần bằng một, sáng dần kéo nó bằng 17, em kéo 17 đến đây ta dùng lệnh điều khiển led sáng, sáng dần sáng review. Đấy, sir. Đó ta sẽ được lệnh sáng dồn. Có gì đó sai sai à? À, đây là lỗi sai của mình. Lúc nãy mình để sáng sáng đuổi lớn là một thì nó sẽ bị lỗi vậy. Sau khi sửa đây là sẽ khi sáng đủ lớn hoặc bằng sáng dần thì tại đó là đèn led nó sẽ sáng luôn nhưng nó không tắt nữa. Và ta thì lấy 100 ms dây cho nhanh. Và chạy. Đấy, để bây giờ ra được hiệu ứng sáng đủ. Bài tập của em đã hoàn thành. Xin cảm ơn các bạn thầy và các bạn đã lắng nghe.